chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là quản lý của siêu thị Hàn Quốc của Shop 24 giờ. Vâng, rất nhiều người được biết tới sản phẩm đông trùng hạ thảo, chính là một sản phẩm giúp tăng cường chức năng phổi một cách rất rõ rệt. Và nhiều khách hàng đã gọi điện hỏi Ngọc Hoa rằng sản phẩm tinh chất đông trùng hạ thảo hộp 60 gói thì có tác dụng cho tăng cường chức năng phổi, bảo vệ phổi cũng như là tăng cường chức năng hô hấp hay không. Thì hôm nay Ngọc Hoa sẽ giải đáp cho các bạn nghe những thắc mắc đó. Trước khi giải đáp cho các bạn nghe những thắc mắc thì Ngọc Hoa sẽ nói cho các bạn nghe về cái tỷ lệ mắc về bệnh hô hấp ngày nay tại Việt Nam và trên thế giới là như thế nào. Như các bạn cũng thấy thì nguồn không khí của chúng ta hít thở hàng ngày đang ngày càng bị ô nhiễm bởi khói bụi từ nhà máy, khói bụi từ xe cộ và rất nhiều thứ khói bụi khác, khí độc khác gây nên ô nhiễm nguồn không khí của chúng ta. Thêm vào nữa là tỷ lệ nam giới hút thuốc lá, thuốc lào thì ngày càng tăng, nó chiếm tới 47% dân số tại Việt Nam. Ngoài việc ô nhiễm cũng như là việc chúng ta hút khói bụi thì nó còn xuất hiện tràn lan các vi khuẩn kháng thuốc và đa kháng thuốc, dẫn đến là tỷ lệ mắc bệnh cũng như tử vong do các bệnh về hô hấp thì ngày càng tăng cao. Thế giới hiện có 300 triệu người mắc bệnh hen phế quản và khoảng 250.000 trường hợp tử vong vì hen phế quản mỗi năm. Tỷ lệ mắc hen phế quản ước tính khoảng vào 6-8% ở người lớn và 10-12% ở trẻ em dưới 15 tuổi. Ở Việt Nam, các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc hen phế quản dao động từ 1,1% ở Đà Lạt cho tới cao nhất là 5,5% ở cư dân một số khu vực Hà Nội. Chính vì vậy mà vấn đề giải quyết cho việc tăng cường chức năng phổi cũng như là giúp chúng ta đào thải các độc tố trong phổi, làm thế nào để phổi của chúng ta khỏe hơn, hệ hô hấp của chúng ta tốt hơn đang ngày được quan tâm. Dưới sự nghiên cứu của các nhà khoa học tại Hàn Quốc thì họ đã chiết xuất ra sản phẩm tinh chất đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ những người mắc bệnh về hô hấp cũng như là giảm thiểu tối đa tỷ lệ mắc bệnh về hô hấp. Vâng, vậy thì tại sao mà sản phẩm tinh chất đông trùng hạ thảo hộp 60 gói có thể giải quyết các vấn đề về bệnh hô hấp thì Ngọc Hoa sẽ giải đáp cho các bạn ngay sau đây. Trong đông trùng hạ thảo thì có tới 17 loại axit amin thiết yếu dành cho cơ thể mà trong quá trình chúng ta ăn uống sinh hoạt không thể nào mà cung cấp được. Ngoài ra nó còn có các nguyên tố vi lượng và các vitamin để cung cấp cho chúng ta, giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và giảm thiểu các vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra thì nó còn có một số các thành phần khác đặc biệt phải kể đến như thành phần vỏ cam có trong tinh chất đông trùng hạ thảo 60 gói giúp làm giảm ho, trị đau đầu, giảm mỡ máu. Thành phần bạch chuột có trong tinh chất đông trùng hạ thảo 60 gói giúp tiêu đờm, ích khí và tăng cường sức khỏe. Đặc biệt là trong tinh chất đông trùng hạ thảo 60 gói có thành phần rễ cây dâu tằm giúp thanh phế chỉ khái, điều trị ho ra máu, ho do phế nhiệt, viêm phế quản, viêm họng có sốt. Thành phần cuối cùng đó là xà sàng có trong tinh chất đông trùng hạ thảo 60 gói giúp tiêu đờm, tăng cường hệ miễn dịch và tăng cường trí nhớ. Vâng, nhờ vào sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và 4 thành phần mà Ngọc Hoa vừa mới kể trên, nó đã giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường sức khỏe, giảm các chứng mệt mỏi cũng như là tăng cường hệ hô hấp cho chúng ta một cách triệt để và tối đa. Những ai mà đang bị viêm phế quản, hen phế quản thì các bạn nên sử dụng mỗi ngày một gói tinh chất đông trùng hạ thảo hộp 60 gói để giúp cho chúng ta tăng cường hệ hô hấp, giảm thiểu các vấn đề và các biến chứng từ các bệnh lý hô hấp gây ra. Vậy là Ngọc Hoa vừa mới giải đáp cho các bạn nghe sản phẩm tinh chất đông trùng hạ thảo hộp 60 gói có giải quyết được các vấn đề về bệnh hô hấp, có giúp được cho chúng ta trong việc tăng cường chức năng hô hấp lên hay không. Khi tới siêu thị Hàn Quốc Coral Shop 24 giờ, chúng tôi luôn luôn có những cam kết rõ ràng dành cho khách hàng của mình. Điều thứ nhất để là bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Nếu như bạn đang ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng. Nếu bạn đang ở ngoại thành Hà Nội hay ở các tỉnh thành khác, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 1 đến 2 ngày kể từ khi bạn đặt hàng. Điều thứ hai, đấy là tại siêu thị Hàn Quốc Coral Shop 24 giờ, bạn đặt mua hàng tại chúng tôi và chúng tôi luôn luôn cam kết với khách hàng của chúng mình rằng bạn sẽ được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi bạn nhận được sản phẩm. Nếu bạn phát hiện ra sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì video Ngọc Hoa đang nói, Ngọc Hoa xin nhắc lại là bạn hoàn toàn được phép đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi bạn nhận được sản phẩm nếu bạn phát hiện ra sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì mà video Ngọc Hoa đang nói, và bạn được phép yêu cầu kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Điều thứ ba, đấy là tại siêu thị Hàn Quốc Coral Shop 24 giờ thì luôn luôn có một đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi không chỉ tư vấn để bạn hiểu về sản phẩm tinh chất đông trùng hạ thảo hộp
60 gói có tác dụng như thế nào cho hệ hô hấp của các bạn, mà nó còn có tác dụng như thế nào cho sức khỏe của bạn hay người thân trong gia đình bạn. Chúng tôi còn cung cấp cho các bạn một lộ trình chi tiết về chế độ ăn uống, dinh dưỡng, tập luyện như thế nào để phù hợp cũng như cải thiện được sức khỏe của bạn hay người thân trong gia đình bạn một cách hiệu quả nhất. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, bạn hãy kéo xuống đường link phía dưới video này. Click vào đường link đó là bạn sẽ truy cập được ngay vào website corashop24h.com và đặt mua hàng ngay trên website, hoặc gọi điện theo số hotline của chúng tôi là 0904 363 985. Rất nhiều phần quà ưu đãi đang chờ bạn, cũng như là Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe cụ thể chi tiết hơn về sản phẩm tinh chất đông trùng hạ thảo 60 gói. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an.